Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vị Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Là vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Chiến đấu cơ Gripen của Thụy Điển được thiết kế để chống lại Nga. Ukraine sắp có những chiến đấu cơ ấy nếu Thụy Điển gia nhập NATO. Ký giả Charlie Dusbury của tờ Politico có trụ sở Washington DC có bài tường trình nhan đề Sweden edges closer to sending Gripen fighter jets to Ukraine. Nghĩa là Thụy Điển tiến gần hơn đến việc gửi chiến đấu cơ Gripen tới Ukraine. Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển, một chiến đấu cơ công nghệ cao được phát triển trong chiến tranh lạnh với Liên Xô, có thể sắp chứng kiến một cuộc xung đột nóng bỏng với mặt tư khoa lần đầu tiên. Trong những tuần gần đây ở Thụy Điển, chính phủ trung hữu đã nhẹ nhàng chuẩn bị cơ sở cho khả năng triển khai máy bay tới Ukraine sau thông báo của các nước láng giềng Âu Châu và là Na Uy, Đan Mạch, Bỉ và Hà Lan rằng họ có kế hoạch gửi máy bay phản lực F-16 của Lockheed Martin tới Kyiv. Bộ trưởng Quốc phòng Paul Johnson cho biết hồi đầu tháng này rằng ông đã chỉ đạo lãnh đạo quân đội Thụy Điển kiểm tra tác động tiềm năng của việc cung cấp nhiều loại hỗ trợ khác nhau cho năng lực chiến đấu cơ của Ukraine, bao gồm xuất khẩu hoặc tặng máy bay Gripen. Johnson cho biết quân đội sẽ báo cáo lại trước ngày 6 tháng 11. Ông nói với các phóng viên ở Stockholm, phân tích này sẽ cần xem xét khả năng phòng thủ của chúng tôi bị ảnh hưởng như thế nào, cả khả năng hoạt động của chúng tôi ở đây và hiện tại cũng như tài chính quốc phòng dài hạn của chúng tôi. Các quyết định về F-16 đang khiến việc triển khai Gripen trở thành một điểm thảo luận tích cực. Stefan Ogert, chuyên gia về phòng không tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển, gọi đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Thụy Điển quyết định gửi máy bay phản lực, các chuyên gia cho rằng có thể phải mất tới một năm trước khi chúng bay qua Ukraine, vì các phi công và kỹ sư sẽ cần được đào tạo về các hệ thống độc đáo của nước này. Tuy nhiên, các máy bay có thể có tác động lớn. Ogert nói, ngay cả một số lượng máy bay tương đối nhỏ, chẳng hạn như 10 chiếc, cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cả về mặt hoạt động lẫn tinh thần cho Ukraine. Khả năng triển khai Gripen ở Stockholm diễn ra trong bối cảnh khi Kyiv ngày càng lo ngại về khả năng bị lung lay trong sự hỗ trợ quân sự kiên định của phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, nơi các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện ngày càng phản đối viện trợ thêm. Trong khi đó, ở Slovakia, việc Robert Fico tái đắc cử chức thủ tướng gần đây cũng gây ra nhiều lo ngại. Fico đã đề xuất chấm dứt hỗ trợ quân sự cho nước láng giềng phía đông của đất nước mình. Nhưng ở Thụy Điển, cũng như ở các nước Bắc Âu khác và khắp các nước vùng Baltic, nơi vị trí địa lý gần với Nga làm gia tăng lo ngại về an ninh, có rất ít dấu hiệu cho thấy bất kỳ sự dao động nào. Cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine của người dân Thụy Điển là một trong những mức ủng hộ mạnh mẽ nhất ở Âu Châu. Và trong bình luận của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Johnson đã tăng gấp đôi cam kết của chính phủ ông. Johnson nói, tôi biết có sự hiểu biết rằng mặt đất đang rung chuyển trong liên minh quốc tế, nhưng đó không phải là sự hiểu biết của tôi. Điều quan trọng hiện nay là chúng tôi nằm trong số những quốc gia tăng cường hỗ trợ, và gói hỗ trợ thứ 14 của chúng tôi sẽ được coi là tín hiệu về sự tham gia sâu sắc của Thụy Điển đối với hỗ trợ lâu dài và bền vững. Thụy Điển đã gửi hỏa tiễn chống tăng di động, xe thiết giáp và hệ thống pháo binh tới Ukraine. Gói thứ 14 bao gồm các phụ tùng thay thế và đạn dược cùng những thứ khác. Sự ủng hộ đó thể hiện rõ ở Stockholm, nơi người dân địa phương tập trung tại quảng trường trung tâm vào thứ hai hàng tuần để phản đối cuộc xâm lược của Nga. Từ trên sân khấu, cựu thành viên Nghị viện Âu Châu Gunnar Hallmark kêu gọi những người Thụy Điển đồng hương của mình hãy tập trung vào cuộc xung đột và đừng rời mắt. Trong đám đông, Sture Wickman, một người hưu trí 70 tuổi, nói rằng Thụy Điển nên cử Gripen tới Ukraine. Ông nói, điều đó sẽ tốt nhất cho Ukraine và toàn bộ Âu Châu. Nếu họ thua, tất cả chúng ta đều thua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã nói rõ rằng quân đội của ông muốn có Gripen, và các chuyên gia cho rằng ông có thể tìm kiếm 16 đến 20 máy bay. Trong chuyến thăm Stockholm vào tháng 8,
Tổng thống Ukraine đã gọi Gripen là niềm tự hào của Thụy Điển. Đó là niềm tự hào mà bạn nên chia sẻ với bạn bè của mình. Ông nói, Gripen có thể giúp ích một cách có ý nghĩa cho những nỗ lực của Ukraine trong việc kiểm soát không phận của mình. Nó được coi là tương đối rẻ, dễ bảo trì và có thể hoạt động từ các phi đạo ngắn hơn, hẹp hơn, bao gồm cả các phi đạo hạ cánh ngẫu hứng trên các đoạn đường cao tốc thẳng tắp. Điều này làm giảm nguy cơ máy bay tập trung tại một căn cứ lớn hơn và bị tiêu diệt chỉ sau một cuộc tấn công của đối phương. Các nhà phân tích tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một cơ quan cố vấn của Anh, đã lưu ý trong một báo cáo năm ngoái rằng Gripen được trang bị đặc biệt để chống lại radar hỏa tiễn đất đối không và chiến đấu cơ của Nga. Trong video quảng cáo của Saab, có thể thấy một phi công đang hạ cánh trên đường cao tốc ở phía nam Thụy Điển và nhanh chóng dừng lại. Paul Henriksen, phát ngôn nhân của Saab cho biết, Gripen có những năng lực rất phù hợp với quan điểm của Ukraine. Có lẽ điều quan trọng nhất là ngay từ đầu, Gripen đã được thiết kế để chống lại mối đe dọa từ Nga. Máy bay này đã được bán cho các nước, trong đó có Brazil và Hung Gia Lợi. Các nhà quan sát cho rằng, nếu nó được triển khai ở Ukraine và hoạt động tốt, thì điều đó có thể giúp tạo dựng danh tiếng nhỏ cho nó. Mới gần đây vào tháng 5, Johnson đã nói rằng Thụy Điển không đủ khả năng gửi bất kỳ chiếc Gripen nào tới Ukraine vì chiến lược phòng thủ quốc gia của nước này từ lâu đã phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh không quân và việc làm suy yếu sức mạnh này sẽ là quá nhiều rủi ro. Nhưng đến tháng 8, áp lực lên đảng ôn hòa cầm quyền của Johnson và Thủ tướng Ulf Kristersson bắt đầu gia tăng khi các đối tác liên minh cấp dưới là đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và đảng Tự Do nói rằng Thụy Điển nên gửi máy bay, lặp lại lời kêu gọi của đảng đối lập lớn nhất là đảng Dân Chủ Xã Hội. Chúng ta không thể để Nga giành chiến thắng. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Xã Hội Magdalena Anderson nói khi đó, chiến đấu cơ Gripen sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho Ukraine. Tuy nhiên, cả chính phủ và đảng Dân Chủ Xã Hội đều đưa ra một lời cảnh báo, nói rằng Thụy Điển phải là thành viên của NATO và là một bên tham gia các cam kết phòng thủ chung trước khi có thể mạo hiểm gửi bất kỳ chiếc Gripen nào tới. Tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vẫn đang bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hung Gia Lợi cản trở. Vickman, người về hưu, cho biết ông có thể thấy rằng Thụy Điển phải cẩn thận để việc quyên góp máy bay phản lực không khiến nước này dễ bị tổn thương. Nhưng trên hết, chúng ta phải giúp Ukraine. Nga vừa trải qua một trong những ngày tan tóc nhất từ trước đến nay. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia just suffered one of its deadliest days so far, according to Kyiv. Nghĩa là Kyiv cho biết Nga vừa trải qua một trong những ngày chết chóc nhất từ trước đến nay. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Hạnh. Quân đội Kyiv cho biết trong một bản cập nhật vào hôm thứ Sáu rằng Nga đã mất hơn 1.300 quân chỉ trong một ngày, đánh dấu một trong những ngày đẫm máu nhất của Nga kể từ khi xâm chiếm Ukraine. Khi Kyiv đẩy mạnh phản công để đòi lại lãnh thổ bị tạm chiếm, lực lượng Mạc Tư Khoa đã mất 1.380 quân nhân trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số thương vong của Nga kể từ tháng 2 năm 2022 lên tới 292.060, theo số liệu do Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang công bố vào ngày 20 tháng 10. Newsweek không thể xác minh độc lập các số liệu. Các ứng tính về con số thương vong khác nhau, trong đó con số của Kyiv thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Nga hiếm khi công bố thông tin về tổn thất quân đội, nhưng vào tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 5.937 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Nga đã mất 5.047 xe tăng, 9.557 xe thiết giáp, trong đó 120 chiếc bị phá hủy chỉ trong một ngày. Theo bản cập nhật, tổng cộng 29 hệ thống pháo binh của Nga đã bị phá hủy trong ngày qua, nâng tổng số thiệt hại lên tới 7.012. Các tổn thất khác của Nga bao gồm 9.370 xe chuyển quân và nhiên liệu, 822 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt,
548 hệ thống phòng không, 985 thiết bị đặc biệt, 1535 hỏa tiễn hành trình, 320 máy bay, 324 máy bay trực thăng, 5326 máy bay không người lái, 20 tàu thuyền và một tàu ngầm. Thương vong của Ukraine và Nga tiếp tục gia tăng trong bối cảnh cuộc phản công của Kyiv bắt đầu vào đầu tháng 6. Các cuộc đụng độ nặng nề đã được báo cáo khi mặt tư khoa cố gắng chiếm giữ thị trấn Adiyivka ở vùng Donetsk ở Ukraine, nơi đã trở thành mục tiêu xâm lược của Nga kể từ năm 2014, khi Putin sáp nhập bất hợp pháp miền nam bán đảo Crimea từ Ukraine. Các lực lượng của mặt tư khoa bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng nhằm cố gắng chiếm Adiyivka, đổ hàng nghìn binh sĩ, xe tăng và xe thiết giáp. Vào ngày 11 tháng 10, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự địa phương ở Adiyivka, Vitaly Barabash cho biết, theo trong truyền hình quốc gia rằng cuộc chiến tranh xung quanh Adiyivka không hề suy giảm và 20 hỏa tiễn đã tấn công khu vực, dẫn đến nhiều thương vong. Radu Hashu, một chiến lược gia chính trị, đăng bài về cuộc chiến Ukraine trên X, trước đây gọi là Twitter, cho biết trong một bản tóm tắt về cuộc tấn công ở Adiyivka tuần trước rằng hàng trăm lính bộ binh Nga đang bị pháo binh Ukraine nghiền nát. Hashu viết, thật khó tin và gần như không thể tưởng tượng được cách người Nga coi thường quân đội của họ. Tấn công hoàn toàn vô tổ chức và vô nghĩa trong nỗ lực bao vây thị trấn pháo đài ở rìa Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh hôm thứ Năm cho biết, mặt tư khoa đã thực hiện một bước tiến nhỏ được xác nhận về hướng Adiyivka và lực lượng của Kyiv đã tiến hành các cuộc phản công hạn chế gần thị trấn và được cho là đã tiến lên. Trong vụ tấn công Adiyivka thất bại, Nga đã bị quân Ukraine ngăn chặn quyết liệt. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia violently stopped in Adiyivka assault failure, nghĩa là Nga bị ngăn chặn quyết liệt trong vụ tấn công Adiyivka thất bại. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Đoạn phim được phát hành trên mạng xã hội cho thấy một cuộc tấn công bị ngăn chặn của Nga, nơi lực lượng mặt tư khoa đang tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng. Ukraine nói rằng nỗ lực của Nga nhằm chiếm Adiyivka ở tỉnh Donetsk của Ukraine với sự tham gia của xe tăng, xe thiết giáp và hàng nghìn binh sĩ đã thất bại khi họ tấn công vào thành phố được bao quanh bởi lãnh thổ do Nga nắm giữ ở mặt trận phía đông Donbass. Nhà lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự thành phố Adiyivka Vitaly Barabas nói với truyền hình Ukraine hôm thứ Năm rằng các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây thành phố mà họ đang tấn công bằng mọi thứ họ có. Nhưng lực lượng của Kyiv đã cố gắng cầm chân họ. New Voice of Ukraine đưa tin. Trong khi đó, một đoạn video được đăng lên kênh Telegram thân Ukraine Deep State cho thấy điều mà họ nói là một cuộc tấn công khác của quân đội Nga ở sườn phía bắc thành phố. Đoạn clip dài 26 giây cho thấy cảnh quay từ trên không mà kênh này tuyên bố là một đoàn xe quân sự của Nga đang di chuyển về phía đường ray xe lửa từ thị trấn Krasnohorivka khoảng 25 dặm về phía tây nam, với mục đích giành được chỗ đứng cho lối ra vào phía làng Stepovoye ở phía tây bắc. Những đoạn cắt nhanh của video cho thấy các vụ nổ và khói cuồn cuộn bay lên không trung ở phía chân trời và mức độ thiệt hại đối với các mục tiêu có thể được nhìn thấy khi máy ảnh phóng to. Newsweek chưa thể xác minh cả hai clip này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận. Deep State nói rằng các lữ đoàn 31, 110 phòng vệ phủ Tổng thống Ukraine không cho phép một nắm đấm bọc thép khác của đối phương thành công. Theo bản dịch của bài đăng, lưu ý rằng điều đó không có nghĩa là cuộc tấn công của Nga trong khu vực đã kết thúc. Không biết họ còn bao nhiêu quân dự bị nữa để tiến hành một cuộc tấn công. Và cuộc tấn công hôm nay là một ví dụ về thực tế là giai đoạn hoạt động vẫn tiếp tục.
Đoạn clip được chia sẻ trên X, trước đây là Twitter, bởi World Translate, một tài khoản thân Ukraine chuyên đăng bài về cuộc chiến, viết rằng quân đội Nga đã bị ngăn chặn một cách quyết liệt, vẫn còn nguồn dự trữ để tiếp tục tấn công. Nó diễn ra trong bối cảnh phương Tây đánh giá rằng những nỗ lực của Nga nhằm chiếm thành phố này sẽ thất bại. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga trên Telegram, chẳng hạn như của blogger quân sự Voyak Z, đã phàn nàn về hiệu suất kém của hỏa lực phản pháo của Nga trong khu vực. Một blogger quân sự khác của Nga đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một người lính Nga gần Adivka, phàn nàn rằng hỏa lực của pháo binh và trực thăng Ukraine đang ngăn cản lực lượng mặc tư khoa di chuyển ra khỏi chiến hào, nơi có điều kiện vệ sinh kém. Barabas cảnh báo hôm thứ Tư rằng các lực lượng Nga dường như đang tập hợp lại và có thể sẽ có một giai đoạn giao tranh mới trong những ngày tới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga vẫn chưa từ bỏ nỗ lực bao vây thành phố. Tòa Bạch Ốc yêu cầu viện trợ 106 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và Israel, cũng như cho biên giới phía Nam Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu 20 tháng 10, Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt gói viện trợ khẩn cấp trị giá 106 tỷ Mỹ Kim cho Israel và Ukraine, cũng như cho biên giới phía Nam Hoa Kỳ, Politico đưa tin. Yêu cầu này bao gồm 61,4 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, trong đó có 44,4 tỷ Mỹ Kim là để cung cấp thiết bị quốc phòng cho nước này. Đối với Israel, chính quyền Biden đang yêu cầu 14,3 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, gói này còn bao gồm 9,15 tỷ Mỹ Kim để Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, Israel và Gaza. Chính quyền Biden phải đối mặt với một số trở ngại trong việc phê duyệt gói viện trợ này. Hạ viện đang rơi vào tình trạng bế tắc vì không có chủ tịch Hạ viện. Trong đó, một số thành viên có tiếng nói bảo thủ hơn trong việc Hạ viện đang phản đối số tiền viện trợ gửi đến các nước khác. Chính trị gia Israel cảnh báo Putin ngay trên truyền hình nhà nước Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Israeli official issues warning to Putin on Russian state TV, nghĩa là viên chức Israel đưa ra cảnh báo với Putin trên truyền hình nhà nước Nga. Một chính trị gia Israel đã đưa ra cảnh báo tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Israel và ở Ukraine. Amir Weiman, nhà lãnh đạo phe tự do trong đảng Likud của Israel đã xuất hiện trên mạng RT News do nhà nước Nga điều hành trong tuần này và nói về cuộc giao tranh giữa Israel và các chiến binh Hamas, cũng như cuộc chiến của Nga với Ukraine. Khi nói về những tuyên bố gần đây liên quan đến bệnh viện Al-Ali ở thành phố Gaza, Weiman chỉ trích Nga, nói rằng, chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này, chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi mạnh hơn. Sau chuyện này, Nga sẽ phải trả giá. Tin tôi đi, Nga sẽ phải trả giá. Nga đang hỗ trợ đối phương của Israel. Nga đang hỗ trợ những người Đức Quốc xã muốn phạm tội diệt chủng đối với chúng tôi và Nga sẽ phải trả giá. Weiman nói, chúng tôi sẽ thắng cuộc chiến này. Sau đó chúng tôi không quên những gì các bạn đang làm. Chúng tôi không quên. Chúng tôi sẽ đến. Chúng tôi sẽ bảo đảm Ukraine sẽ thắng. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các bạn phải trả giá cho những gì các bạn đã làm. Các bạn với tư cách là nước Nga. Chương trình được phát trực tiếp nên đài truyền hình nhà nước Nga đã không trở tay kịp. Giao tranh bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 khi nhóm khủng bố Hamas dẫn đầu cuộc tấn công đẫm máu nhất vào Israel trong lịch sử của nước này. Israel sau đó đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Gaza và cảnh báo rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ khi cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng trên lãnh thổ Palestine. Theo hãng thông tin AP, gần 2.800 người đã thiệt mạng ở Gaza, trong khi hơn 1.400 người Israel đã thiệt mạng. Israel và Hamas tuần này đã cáo buộc lẫn nhau về vụ nổ tại bệnh viện Al-Ahli. Phát ngôn nhân của Hamas, Fawzi Bahoum, nói với Newsweek hôm thứ Tư, Hamas có một ủy ban thu thập tất cả các bằng chứng về trách nhiệm của lực lượng xâm lược của Israel đối với các vụ thảm sát ở Gaza và vụ thảm sát ở bệnh viện Baptist. Có rất nhiều bằng chứng, nhân chứng và video từ Hamas về việc xâm lược gây ra vụ thảm sát bệnh viện Baptist và đống đổ nát của hỏa tiễn. Hamas sẽ công bố tất cả bằng chứng cho thế giới xác nhận vụ thảm sát này được thực hiện có chủ ý và sẽ trình nó lên các cơ quan pháp lý quốc tế.
trong một loạt bài đăng trên X trước đây là Twitter, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cáo buộc Hamas về vụ đánh bom, nói một vụ phóng hỏa tiễn thất bại của tổ chức khủng bố Jihad Hồi giáo đã đánh trúng bệnh viện Al-Ali ở thành phố Gaza. Thánh chiến Hồi giáo đã tấn công một bệnh viện ở Gaza, IDF thì không. Hãy lắng nghe những kẻ khủng bố khi chính chúng nhận ra điều này. IDF cho biết trong một bài đăng khác chia sẻ những gì họ khẳng định là cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai chiến binh Hamas nói về vụ tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tới Tel Aviv hôm thứ Tư và nói về vụ đánh bom bệnh viện, nói rằng dựa trên những gì tôi đã thấy, có vẻ như nó được thực hiện bởi nhóm khác chứ không phải bạn. Nhưng ngoài kia có rất nhiều người không chắc chắn nên chúng tôi phải vượt qua rất nhiều thứ. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ việc là hành động mất nhân tính và kêu gọi Mỹ, Israel công bố hình ảnh vệ tinh để chứng minh họ không liên quan. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để yêu cầu bình luận. Quân Nga cướp phá tại thành phố Melitopol. Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của thành phố, cho biết lực lượng kháng chiến Ukraine ở Melitopol bị Nga tạm chiếm đã cho bùng nổ một chiếc xe hơi của binh lính Nga. Những người được tường trình đang cướp bóc những căn nhà trống trong thành phố. Chúng thường xuyên theo dõi và cướp phá những căn nhà trống trong thành phố. Và vào thời điểm này, lực lượng kháng chiến của chúng tôi đang truy tìm quân xâm lược. Fedorov nói, trong một cuộc đi săn đêm khác ở khu vực Avianemisteka, đúng lúc đang chất hàng cướp được lên xe, thì một vụ nổ đã xảy ra. Mỹ lo ngại sâu sắc trước mối giao hảo giữa Orbán và Putin. Ký giả Pierre Emmanuel Wendakumana của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề US finds Orbán Putin loving troubling, nghĩa là Mỹ thấy giao hảo giữa Orbán và Putin là có vấn đề. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Hạnh. Hôn gia lợi từ lâu đã từ chối tham gia cùng các đồng minh phương Tây khác trong việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv, dù nước này là thành viên của cả NATO và Liên hiệp Âu Châu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hôn gia lợi David Pressman hôm thứ Sáu cho biết, Washington lo ngại về mối quan hệ của Hôn gia lợi với Nga, đồng thời cho biết thêm rằng quyết định gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin khiến Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc, theo Reuters. Hôm thứ Tư, Pressman đã đổ lỗi cho Orbán trên X, trước đây là Twitter, vì đã chọn đứng về phía một người phải chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người ở Ukraine, và đơn độc làm như thế trong số các đồng minh của chúng tôi. Ngày hôm trước, người ta nhìn thấy Orbán bắt tay Putin bên lề diễn đàn kéo dài 2 ngày, đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc, khiến quốc tế chỉ trích. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm ngoái, Orbán đã bị chỉ trích vì phản đối các sáng kiến của Liên hiệp Âu Châu nhằm giúp Kyiv chống lại mặt tư khoa. Chính phủ của ông duy trì mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga so với các nước thành viên khác và được coi là thúc đẩy một số mục tiêu của mặt tư khoa, bao gồm cả việc ngăn cản sự mở rộng của NATO. Ukraine cáo buộc Hôn gia lợi tài trợ cho tội ác chiến tranh của Nga thông qua các thỏa thuận năng lượng với một quan chức hàng đầu của mặt tư khoa, đồng thời cảnh báo rằng một loạt thỏa thuận mới thúc đẩy liên kết năng lượng của Hôn gia lợi với Nga chỉ kéo dài cuộc chiến ở Ukraine. Kharkiv hứng chịu nhiều vụ pháo kích của quân Nga. Oleg Singupo, nhà lãnh đạo chính quyền nhà nước khu vực Kharkiv cho biết, tỉnh Kharkiv đã hứng chịu một số cuộc tấn công từ lực lượng Nga, khiến một số người bị thương và làm hư hại các ngôi nhà và tòa nhà dân sự. Cuộc pháo kích của Nga vào thành phố Volchensk hôm thứ Sáu đã làm hai người đàn ông bị thương, 57 và 69 tuổi, đồng thời làm hư hại một tòa nhà dành cho trẻ em và thanh thiếu niên sáng tạo, cũng như bốn tòa nhà dân cư. Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Kherson Vyslovy đã làm hư hại các cửa hàng gần đó, nhưng không gây thương tích.
Tại làng Pitlemen, một hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng một sân tư nhân, làm hư hại một nhà kho và mái một ngôi nhà. Trong khi đó, cuộc pháo kích của Nga vào làng Pisky-Rakitsky làm hư hại hai ngôi nhà dân và các trang trại. Tại thành phố Kharkiv, một người đàn ông dân sự 42 tuổi đã bị thương khi đang thu thập phế liệu và dẫm phải một thiết bị nổ không xác định. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong mỏi nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Hoa Kỳ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng sự ủng hộ lưỡng đảng từ Hoa Kỳ là hết sức đáng khích lệ đối với Ukraine và quân đội của nước này. Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của ông cho biết Biden, người đã thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv với Zelensky trong cuộc gọi hôm thứ Năm, sẽ yêu cầu Quốc hội cấp 100 tỷ Mỹ Kim chi tiêu mới, bao gồm 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và 14 tỷ Mỹ Kim cho Israel. Mỹ là nguồn hỗ trợ lớn nhất cho Kyiv kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Nguồn tin cho biết, một nửa trong số 60 tỷ Mỹ Kim mà Biden yêu cầu dành cho Ukraine sẽ dùng để thay thế và hiện đại hóa kho vũ khí của Mỹ. Sự ủng hộ vững chắc của lưỡng đảng dành cho Ukraine ở Hoa Kỳ là điều vô cùng đáng khích lệ đối với tất cả các chiến binh của chúng tôi và cho toàn thể đất nước chúng tôi, Zelensky cho biết như trên. Ông nói, đầu tư của Mỹ vào quốc phòng của Ukraine sẽ bảo đảm an ninh lâu dài cho toàn bộ Âu Châu và thế giới. Cảnh báo về hạm đội ma của Putin. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia's Ghost Fleet is going undetected, nghĩa là hạm đội ma của Nga sẽ không bị phát hiện. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo một báo cáo mới, Nga đang vận hành một con tàu ma ở Hắc Hải như một phần của hạm đội độc đáo nhằm phá vỡ các hạn chế ở vùng biển xung quanh miền Nam Ukraine. Theo nghiên cứu được công bố bởi Ủy ban Quốc phòng NATO hôm thứ Tư, Mạc Tư Khoa đã sử dụng một hạm đội độc đáo bao gồm các tàu hiện đại có thể di chuyển hàng hóa quan trọng mà không bị phát hiện qua eo biển do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát nhằm hạn chế quyền tiếp cận Hắc Hải. Các tác giả của báo cáo cho biết, các tàu chở hàng mang cờ Nga đã qua lại giữa một căn cứ của Nga ở cảng Tartus của Syria và các cơ sở quân sự Novorossiysk của hạm đội Hắc Hải qua eo biển Bosphorus, kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Việc đi vào Hắc Hải qua ngã Địa Trung Hải sử dụng eo biển Bosphorus và Dardanelles hiện nay do Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO kiểm soát. Ankara có thể đóng quyền tiếp cận Hắc Hải thông qua các tuyến đường thủy này theo Công ước Montreux trong điều kiện thời chiến là điều mà họ đã thực hiện ngay sau cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa. Nó hạn chế các tàu chiến đi qua Hắc Hải, mặc dù nó không chặn các tàu quay về căn cứ quê hương. Báo cáo được công bố gần đây đề cập đến Sparta IV mang cờ Nga, một tàu chở hàng mà họ lập luận thông qua dữ liệu theo dõi. Hình ảnh vệ tinh và nguồn thông tin tình báo nguồn mở đã được sử dụng làm tàu quân sự để vận chuyển thiết bị cho nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa ở Ukraine. Theo báo cáo, Sparta IV có liên kết trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga và được biết đến là con tàu vận chuyển các phương tiện quân sự. Ủy ban lập luận rằng một mô hình đã xuất hiện kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, trong đó Sparta IV sẽ rời khỏi các cơ sở quân sự của Hải quân Nga ở Novorossiysk trước khi hướng tới lãnh hải của Syria, và sau đó sẽ ngừng gửi các dữ liệu liên quan đến vị trí và hướng đi. Báo cáo lập luận rằng con tàu không cập cảng dân sự ở Novorossiysk mà tại các cơ sở quân sự. Sau đó tàu chở hàng sẽ đến căn cứ của Nga tại Tartus để xếp hoặc dỡ thiết bị trước khi ra khơi trở lại, khởi động lại dữ liệu theo dõi sau khi rời khỏi vùng biển Syria và quay trở lại Novorossiysk để bốc hoặc dỡ hàng. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Hạm đội Hắc Hải của Nga đã duy trì áp lực lên bờ biển phía nam Ukraine và có trụ sở một phần ở Novorossiysk và thành phố cảng Sevastopol của Crimea. Các căn cứ này giúp Nga có cơ hội triển khai sức mạnh hải quân của mình tới Địa Trung Hải. Các eo biển Dardanelles
và Bosphorus do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát đã nhiều lần gây chú ý khi Ankara môi giới cho một thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua đường thủy vào tháng 7 năm 2022. Thỏa thuận này được duy trì trong một năm cho đến khi Nga rút lại sự tham gia vào tháng 7 năm 2023. Biden tỏ ra cứng rắn với Iran, khác xa với chính sách thời Obama. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Biden talks tough on Iran in glorious break with Obama-era policy. Nghĩa là Biden cứng rắn với Iran trong bước đột phá rõ ràng nhất với chính sách thời Obama. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm tuyên bố sẽ bắt Iran phải chịu trách nhiệm về liên minh với Nga và sự hỗ trợ của nước này đối với các chiến binh chống Israel như Hamas. Bình luận của ông dường như đang vạch ra ranh giới cho những nỗ lực giao tiếp với Tehran. Tổng thống thường xuyên bị chỉ trích vì chính sách Iran của mình. Điều này tiếp tục một số nỗ lực nối lại quan hệ do chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama khởi xướng, trong đó Biden giữ chức Phó Tổng thống. Biden đã cố gắng lôi kéo Iran quay trở lại thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân thời Obama, đã bị người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, loại bỏ. Biden thậm chí còn giải ngân tiền từ tài khoản ngân hàng bị ràng buộc bởi lệnh trừng phạt trong một thỏa thuận giải phóng tù nhân Mỹ. Chính sách về Iran của Biden vốn luôn gây tranh cãi, đã trở nên không thể chấp nhận được sau khi các chiến binh từ Hamas được cho là do Iran tài trợ và trang bị vũ khí đã tàn sát 1.400 người ở Israel vào ngày 7 tháng 10 trong cuộc tấn công tồi tệ nhất từ trước đến nay của người Palestine nhằm vào nhà nước Do Thái. Biden có lẽ đã sử dụng ngôn ngữ cứng rắn nhất của mình đối với Iran trong bài phát biểu trước quốc dân vào tối thứ Năm, buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công của Hamas cũng như cuộc chiến kéo dài 20 tháng ở Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành. Iran đang hỗ trợ Nga ở Ukraine, đồng thời hỗ trợ Hamas và các nhóm khủng bố khác trong khu vực. Và chúng tôi sẽ tiếp tục buộc họ phải chịu trách nhiệm, ông nói thêm. Vài giờ trước khi Biden phát biểu, Hải quân Mỹ đã bắn hạ hỏa tiễn và máy bay không người lái của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Phát ngôn nhân ngũ giác đài cho biết, Israel có khả năng là mục tiêu của cuộc tấn công bị ngăn chặn. Trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020, Biden đã viết một bài báo quan điểm cho CNN.com. Trong đó, ông chỉ trích chính sách Iran của Trump là một thất bại nguy hiểm, đồng thời ca ngợi những công việc đã làm dưới thời Obama. Bài xã luận cũng đưa cho Tehran một con đường đáng tin cậy để quay trở lại ngoại giao, nếu các nhà lãnh đạo quốc gia đồng ý tuân thủ một thỏa thuận hạt nhân nghiêm ngặt. Biden viết, nếu Iran chọn đối đầu, tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích sống còn và quân đội của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng đi theo con đường ngoại giao nếu Iran thực hiện các bước để chứng tỏ họ đã sẵn sàng. Newsweek đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc qua email để yêu cầu bình luận vào tối thứ Năm. Iran đã bị xem xét kỹ lưỡng về mối quan hệ của mình với các chiến binh chống Israel trước sự việc Biển Đỏ hôm thứ Năm. Các quan chức Mỹ và Israel chưa xác định được bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào giữa Tehran và vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Đồng thời, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã bác bỏ các báo cáo về sự liên quan của Tehran. Tuy nhiên, Iran từ lâu đã bị cáo buộc cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Hamas. Đúng một tuần sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, Iran đã thể hiện tình đoàn kết mang tính biểu tượng khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabbolayan gặp Ismail Haniyeh, thủ lĩnh của nhóm chiến binh Palestine Hamas tại Doha, Qatar. Hãng truyền thông nhà nước Iran cho biết, Ngoại trưởng Iran đã ôm và hôn Haniyeh trong cuộc họp. Iran cũng là một trong những đồng minh thân cận nhất của Putin trong suốt cuộc chiến với Ukraine, cung cấp máy bay không người lái chiến đấu cho lực lượng vũ trang Nga. Mùa hè này, Tòa Bạch Ốc cho biết, tình báo Mỹ đã phát hiện ra Iran đã cung cấp cho Nga những vật liệu cần thiết để xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái gần Mạc Tư Khoa. Mỹ
một người thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga vào tỉnh Kherson. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Bảy 21 tháng 10, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại úy Oleona Liliska cho biết một người phụ nữ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga vào Berisla ở tỉnh Kherson sáng nay. Cô cho biết lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường nhằm vào Berisla và bắn 4 khẩu súng phòng không vào thành phố. Một cụ bà 80 tuổi cũng bị thương nặng tại nhà. Cô nói, những người dân bất khuất của Berisla vẫn ở lại quê hương của họ. Sự can đảm của họ thật đáng kinh ngạc. Lực lượng Nga cũng tấn công Novo Berisla bằng 2 quả bom dẫn đường. Cơ quan chức năng vẫn đang đánh giá thiệt hại ở đó. Mọi người luôn sống trong nỗi sợ hãi. Đối phương đang ở gần. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.